Như vậy tôi xin hỏi ngài, sau khi chết sẽ đi về đâu? Không biết được. Ngài mà cũng không biết sao? Bởi vì ta vẫn chưa chết. Vào phòng thiền không được nói chuyện. Dạ sư huynh. Trong đó tọa thiền 3 ngày 3 đêm. Rồi. Sao thầy lại nói chuyện? Chúng ta không được nói chuyện đó. Chỉ có tôi là không nói gì hết. Hả? Đại sư ngài làm gì vậy? Các thầy đang làm gì? Chúng tôi đang ngồi thiền làm Phật. Ta mài ngói làm gương. Mài ngói mà có thể làm gương? Ngói không thể mài thành gương, tọa thiền há có thể thành Phật được sao? Vậy làm sao mới có thể thành Phật? Cần nên biết Phật không có cái hình thái nhất định, và thiền cũng không phải là ngồi hay nằm. Các thầy chỉ biết ngồi thiền mà không hiểu vì sao lại phải ngồi thiền. Như vậy vĩnh viễn không bao giờ kiến tánh. Vậy làm thế nào mới có thể kiến tánh? Tu tập từ trên căn bản. Thế nào là căn bản? Tâm là căn bản. Tội từ tâm sanh, cũng từ tâm diệt. Tất cả thiện ác đều do tâm mà có. Nếu ngay cả lý này mà cũng không thông hiểu, chỉ hạ thủ công phu phiến diện bên ngoài, thì thật là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian hả? Đại sư, đại sư, đại sư.